Cô chào tất cả các em, hôm nay chúng ta cùng học luyện từ và câu. Trước khi bước vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Đọc đoạn văn sau, chỉ ra những từ mà người viết dùng để chỉ Mạc Đỉnh Chi. Việc dùng những từ ngữ thay thế như vậy có tác dụng gì? Mạc Đỉnh Chi nhà nghèo nhưng rất hiếu học. Hàng ngày, mỗi lần đi gánh củi qua ngôi trường gần nhà, cậu nép vào hiên nghe lỏm. Thấy cậu bé nhà nghèo nhưng ham học, thầy giáo nhận cậu vào học. Nhờ trí thông minh, chăm chỉ, cậu bé gánh củi ngày nào đã trở thành trò giỏi nhất trường. Bây giờ các em hãy tìm cho cô những từ mà người viết dùng để chỉ Mạc Đỉnh Chi. Chúng ta có từ cậu, cậu bé nhà nghèo, cậu bé gánh củi. Vậy thì những từ ngữ này được dùng thay thế như vậy có tác dụng gì? Việc sử dụng từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng tránh lập từ, giúp cho diễn đạt sinh động hơn, rõ ý mà vẫn đảm bảo sự liên kết. Như vậy, các em đã biết các cách thay thế từ ngữ cũng như lập từ ngữ để liên kết các câu trong bài. Sau này, khi chúng ta viết văn, các em hãy sử dụng các cách liên kết câu này để bài văn trở nên hay và sinh động hơn nhé. Hôm nay, cô và các em cùng bước vào bài mới, mở rộng vốn từ truyền thống. Vậy, truyền thống là gì? Truyền thống là lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ truyền thống là từ ghép Hán Việt, gồm hai tiếng lập nghĩa nhau. Tiếng truyền có nghĩa là trao lại, để lại cho đời sau. Tiếng thống có nghĩa là tiếp nối nhau không dứt. Các em đã nắm được nghĩa từ truyền thống chưa nè? Cô có những truyền thống như truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống tương thân tương ái, truyền thống kính trên nhường dưới. Bây giờ cô và các em cùng bước vào bài tập số 1. Tìm trong đoạn văn những từ chỉ người và sự vật gợi nhớ về lịch sử và truyền thống dân tộc. Ở bài tập số 1 yêu cầu các em tìm các từ chỉ người, chỉ sự vật gợi nhớ về lịch sử và truyền thống dân tộc. Chúng ta cùng đọc đoạn văn. Tôi đã có dịp đi nhiều miền đất nước, nhìn thấy tận mắt bao nhiêu dấu tích của tổ tiên để lại, từ nắm tro bếp của thợ các vua hùng dựng nước, mũi tên đồng cổ loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng nơi vườn cà bên sông Hồng, đến thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, đến cả chiếc hốp đại thần của Phan Thanh Giản. Ý thức cội nguồn, chân lý lịch sử và lòng biết ơn tổ tiên truyền đạt qua những di tích, di vật nhìn thấy được là một niềm hạnh phúc vô hạn, nuôi dưỡng những phẩm chất cao quý nơi mỗi con người. Tất cả những di tích này của truyền thống đều xuất phát từ những sự kiện có ý nghĩa diễn ra trong quá khứ, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đạo sống của những thế hệ mai sau. Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, ở trong đoạn văn chúng ta thấy có từ hốp. Từ hốp ở đây là thẻ bằng ngà hoặc bằng xương, văn lại ngày xưa cầm trước ngực khi chào vua. Bây giờ các em hãy tìm cho cô những từ chỉ người, chỉ vật, gợi nhớ về lịch sử cũng như là truyền thống dân tộc nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm những từ chỉ người gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộc. Ở đây cô có từ vua Hùng, cậu bé làng Gióng, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản. Nói đến vua Hùng, các em sẽ nhớ đến là tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam và đây là tượng đài của vua Hùng. Và hàng năm cứ đến mùng 10 tháng 3 âm lịch sẽ diễn ra lễ hội đền Hùng. Tiếp theo, đây là hình ảnh tượng đài Thánh Gióng hay là gọi là cậu bé làng Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là người có công giúp cho vua Hùng đánh thắng giặc Ân xâm lược. Tiếp theo là hình ảnh của Phan Thanh Giản và Hoàng Diệu. Bây giờ, cô và các em sẽ tiếp tục tìm những từ ngữ chỉ vật gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộc. Chúng ta có nắm tro bếp của thợ các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng cổ loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng, vườn cà bên sông Hồng, thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, chiếc hốp đại thần của Phan Thanh Giản. Cùng nhìn lại những từ mà chúng ta tìm được trong bài tập số 1. Ở bài tập số 2, mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy vào ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S. Chúng ta có tổng cộng 16 hàng ngang và ô chữ hình chữ S. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành
hàng ngang đầu tiên. Muốn sang thì bắt, ba chấm, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Hàng ngang số 1 có 2 tiếng gồm 7 chữ cái. Chúng ta cùng xem kết quả. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Cô điền kết quả hàng ngang số 1. Hàng ngang số 2, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng ba chấm nhưng chung một dàn. Đây là một câu rất là quen thuộc với chúng ta, nói về anh em trong gia đình thì cần phải biết yêu thương, quý trọng lẫn nhau. Ở hàng ngang số 2 có 2 tiếng gồm 9 chữ cái. Chúng ta có từ bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Núi cao bởi có đất bồi, núi che đất thấp, ba chấm, ở đâu? Hàng ngang số 3 có 2 tiếng gồm 7 chữ cái. Cô có kết quả. Núi cao bởi có đất bồi, núi che đất thấp, núi ngồi ở đâu? Điền kết quả hàng ngang số 3 vào. Tiếp theo. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng cháu ngã, ai dè, ba chấm. Hàng ngang số 4 gồm có 2 tiếng, 9 chữ cái. Cô có kết quả. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng cháu ngã, ai dè xe nghiêng. Đây là một câu khuyên chúng ta không nên khinh thường, xem thường người khác. Hàng ngang số 5, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải, ba chấm cùng. Hàng ngang số 5 có 2 tiếng gồm 10 chữ cái. Cô có kết quả. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Cá không ăn muối, ba chấm, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Hàng ngang số 6 có 2 tiếng gồm 5 chữ cái. Cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Đây là một câu khuyên chúng ta phải biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ ông bà. Hàng ngang số 7, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai ba chấm, dây mà trồng. Hàng ngang số 7 có 3 tiếng gồm 8 chữ cái. Cô có từ để điền vào. Nhớ kẻ cho, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Cô điền kết quả vào hàng ngang số 7. Tiếp theo, muôn dòng sông đổ biển sâu, biển chê sông nhỏ biển đâu, ba chấm. Hàng ngang số 8 có 2 tiếng gồm 7 chữ cái. Chúng ta cùng xem kết quả. Muôn dòng sông đổ biển sâu, biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn. Cô điền kết quả vào hàng ngang số 8. Lên non mới biết non cao, lội sông mới biết ba chấm cạn sâu. Hàng ngang số 9 chúng ta có 2 tiếng gồm 7 chữ cái. Cùng cô điền kết quả vào. Lên non mới biết non cao, lội sông mới biết lạch nào cạn sâu. Tiếp theo hàng ngang số 10, dù ai nói đông nói tây, lòng ta vẫn ba chấm giữa rừng. Ở hàng ngang số 10 có 3 tiếng gồm 10 chữ cái. Dù ai nói đông nói tây, lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng. Hàng ngang số 11, chiều chiều ngó ngược ngó xuôi, ngó không thấy mẹ ngùi ngùi, ba chấm. Hàng ngang số 11 có 2 tiếng, gồm 9 chữ cái. Chúng ta có kết quả. Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi, ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương. Cô điền kết quả hàng ngang số 11. Tiếp theo, nói 9 ba chấm làm 10, nói 10 làm 9, kẻ cười người chê. Hàng ngang số 12 có 2 tiếng gồm 6 chữ cái. Cùng điền kết quả với cô nào. Chúng ta có từ thì nên. Nói 9 thì nên làm 10, nói 10 làm 9, kẻ cười người chê. Hàng ngang số 13, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ba chấm,
nhớ kẻ đâm xây dần sàn. Hàng ngang số 13 có 2 tiếng, 5 chữ cái. Chúng ta có kết quả: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm xây dần sàn. Cô điền kết quả hàng ngang số 13. Tiếp theo, 3 chấm: từ thuở còn non, dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây. Ở hàng ngang số 14 cũng có 2 tiếng, gồm 6 chữ cái. Cô điền kết quả: uống cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi 3 chấm mới ngoan. Ở hàng ngang số 15 có 2 tiếng, gồm 4 chữ cái. Cô có từ cô đồ. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. Hàng ngang cuối cùng, hàng ngang số 16. Con có cha như 3 chấm, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Ở hàng ngang cuối cùng gồm có 3 tiếng, 8 chữ cái. Cùng điền kết quả với cô: con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Như vậy vừa rồi cô và các em đã vừa hoàn thành xong 16 hàng ngang và ô chữ hình chữ S cũng được hiện ra. Vậy chúng ta có ô chữ gì nào? Uống nước nhớ nguồn, đây là một truyền thống của dân tộc ta được lưu truyền rất là lâu đời. Vậy các em hãy nhớ là những thế hệ sau cần tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp tục lưu truyền những truyền thống ấy cho mai sau nhé. Bây giờ các em hãy tìm thêm những câu ca dao tục ngữ nói về truyền thống dân tộc ta và làm bài gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em học thật tốt. Chào tạm biệt các em.